Dạ, em xin chào anh Tấn Trọng. Đây là cây đỏ đổi màu nha anh Tấn Trọng. Dạ, đây là cây bông trang đỏ đổi màu. Đây, thấy theo yêu cầu em quay clip ngắn này gửi cho anh xem. Đổi màu. Sẵn tiện đây đây là cây trang cổ Văn Chấn Yên Bái, thì sẵn tiện nằm kế bên em cũng quay chung để so sánh cho anh Tấn Trọng xem. Hai cái bông của anh cũng đỏ đỏ giống nhau, nhưng mà cái anh này thì cái cánh hoa anh nhỏ hơn, cái lá anh khác, cái lá anh bầu bầu, còn cái anh đỏ đỏ màu thì là cái anh nhỏ quá. Xem tham khảo giúp em.